Shine. Mến chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin 10 phút của Cinemoon Academy với format song ngữ Anh Việt, phần phiên dịch với sự đồng hành của HB Junior dạy con song ngữ. Hello, you're tuning in for 10-minute news from Cinemoon Academy in cooperation HB Junior with Thanh Hằng and Thanh Trọng. Chương trình được phát định kỳ vào thứ năm hàng tuần trên kênh YouTube Cinemoon Entertainment. Bản tin 10 phút sẽ cập nhật đến các bạn những thông tin nóng vừa xảy ra trong các lĩnh vực đời sống dân sinh, giáo dục hướng nghiệp và giải trí. 10-minute news is available every Thursday on our YouTube channel, Cinemoon Entertainment. We get you updated on breaking news regarding social activity, vocational education and entertainment. Bản tin hôm nay có các thông tin đáng chú ý sau. Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến cho xe khách liên tỉnh chạy trở lại từ 1 tháng 11. Thành phố Hồ Chí Minh chưa có chủ trương mở lại dịch vụ ăn uống tại chỗ. Hàng chục trang mạo danh Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng rao làm bằng cấp giả. Rap Việt ấn định ngày lên sóng, Trấn Thành tiếp tục bị soi. Lisa lập 2 kỷ lục Guinness thế giới về ca khúc solo đầu tay. Our headlines today. Ho Chi Minh City expect inter-provincial coaches resume from November 1st. Ho Chi Minh City with no undertaking to reopen on-site dining services. Tens of pages impersonate Education Ministry and Minister offer fake diploma. Rap Việt says broadcast day, MC Trấn Thành still scrutinized. Lisa wrecked 2 Guinness World Records for solo debut track. Thưa quý vị, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh vừa gửi đến Sở Giao thông Vận tải các tỉnh dự thảo phương án tổ chức hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh theo tuyến cố định giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh. Trong đó, dự kiến xe khách sẽ hoạt động trở lại từ 1 tháng 11. Về điều kiện đi lại, đối với hành khách từ Thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm ít nhất một mũi vaccine được 14 ngày hoặc giấy xác nhận là người khỏi bệnh COVID-19 dưới 6 tháng và kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ. Hành khách đến Thành phố Hồ Chí Minh với điều kiện có kết quả xét nghiệm âm tính còn hiệu lực trong vòng 72 giờ. Ho Chi Minh City Department of Transport recently sent proposal to counterpart in provinces regarding the plan for interprovincial passenger transport activities with 6 routes between Ho Chi Minh City and the provinces and stating that coaches can restart from November 1st. On the travel condition, passengers from Ho Chi Minh City would need either at least 1 vaccination dose given at least 40 days earlier or a COVID-19 recovery certificate within the last 6 months and a negative test result within 72 hours for both cases. Phó Giám đốc Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, loại hình ăn uống tại chỗ tập trung đông người nên thành phố chưa có chủ trương mở lại. Về lộ trình mở cửa, các loại hình này tùy loại hình dịch vụ do các sở ngành liên quan phụ trách. Về gói hỗ trợ đợt 3, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, gói đợt 3 thành phố đã chi trả được cho 3,7 triệu người. Con số này tiếp tục tăng lên theo từng giờ và với tiến độ trên thì đến ngày 15 tháng 10 sẽ hoàn thành chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố. Deputy Director of Ho Chi Minh City Department of Industry and Trade stated that because on-site dining gathers grow of people, the city has no undertaking to reopen them yet. About a route to reopen this service, relevant ministry and departments will be in charge of each time. Regarding the third relief package, Deputy Director of Ho Chi Minh City Department of Labor, Invalids and Social Affairs stated that the city has bed 3.7 million people. This number will increase by the hour and with the current progress, the process will be complete on October 15 in line with comments from the People's Committee of the City. Xin được chuyển sang thông tin giáo dục. Thưa quý vị, ngày 11 tháng 10, Google chính thức giới thiệu dự án Em An Toàn Hơn cùng Google Be Internet Awesome tại Việt Nam. Chương trình bao gồm bộ giáo trình Be Internet Awesome đa dạng và hoàn toàn miễn phí, được chuyển ngữ trọn vẹn sang tiếng Việt, cung cấp trải nghiệm học tập phù hợp với các em xoay quanh 5 chủ đề cơ bản về an toàn kỹ thuật số và quyền công dân số. Các phụ huynh, giáo viên hay các nhà giáo dục có thể sử dụng giáo trình để tham khảo giảng dạy trên nhiều loại thiết bị điện tử khác nhau. Let us move on to educational news. On October 11th, Google officially introduced the project Safer with Google, Be Internet Awesome in Vietnam. The program includes Be Internet Awesome lesson plans, which are diverse and totally free,
on translating to Vietnamese and brings learning experiences suitable for children around five fundamental topics on digital safety and digital rights. Parents, teachers, or educators can use their curriculum as educational reference on all types of digital devices. Chiều 10 tháng 10, Bộ Giáo dục và Đào tạo phát cảnh báo hiện nay trên mạng xã hội đang tồn tại nhiều trang thông tin mạo danh Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong hơn 10 trang thông tin trên, theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, danh sách này chưa bao quát hết. Có những trang đang có hàng trăm lượt người theo dõi. Điều đáng nói, có những fanpage trên Facebook dù mang tên Bộ Giáo dục và Đào tạo nhưng lại đăng nhiều bài viết, dịch vụ làm bằng cấp, chứng chỉ chuyên nghiệp, uy tín, chất lượng theo đúng nhu cầu của khách hàng. After October 10th, the Ministry of Education and Training, MOET, released a warning about the recent appearance on social media of many information pages impersonate the ministry and minister. In more than the 10 pages recorded, which according to MOET is not the full list, they are pages with hundreds of followers. It is worth to mention that their Facebook pages with the name Ministry of Education and Training but published both offering fake diploma and certificate service that is professional, reputable, high quality, following customer demands. Còn bây giờ là thời lượng dành cho thông tin giải trí. Thưa quý vị, ban tổ chức Rap Việt đã chính thức ấn định ngày giờ lên sóng mùa 2 Rap Việt lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh VChannel, HTV2, V Giải Trí và ứng dụng VOn. Thông tin Trấn Thành vẫn tiếp tục làm MC mùa 2 đã khiến mạng xã hội dậy sóng với những bình luận ủng hộ lẫn phản đối. Trấn Thành không phù hợp với cuộc thi nhạc rap. Việc lùm xùm về phía từ thiện của Trấn Thành trong thời gian qua cũng là một nguyên nhân. Giám đốc âm nhạc của cuộc thi Rap Việt mùa 2 là Tuliver và bộ 6 huấn luyện viên gồm Grimatic, Zotati, Wawi, Karik, BZ, LK. And now is the time for entertainment. Organizer of Rap Việt have officially set the broadcast day for season 2 of Rap Việt at 8 p.m. every Saturday on VietChannel, HTV2, Viet Entertainment and Application VietOn. News that Trấn Thành will continue being the MC for season stirred up social media with supporting comments alongside opposing ones which say that Trấn Thành is unsuitable for a rap context. The drama regarding Trấn Thành's charity work recently is also a cause. The musical director for Rap Việt Season 2 is Tuliver and there are a team of 6 coaches, Remastix, Trustity, Wawi, Karik, Binzi and LK. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung vừa giới thiệu đến công chúng album nhạc hòa tấu mang tên On The Way Home, Trên Đường Về Nhà. Album này được anh thực hiện trong thời gian thành phố Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Các ca khúc thể hiện cảm xúc trong những khoảnh khắc được trải nghiệm của nhạc sĩ khi có mặt, cảm nhận, nhìn thấy, đọc thấy mỗi ngày. Nguyễn Văn Chung mong rằng những giai điệu nhẹ nhàng này có thể xoa dịu vết thương tâm hồn của mọi người khi trải qua cuộc chiến đấu căng thẳng nhất, cam go nhất trong thời gian qua. Musician Nguyễn Văn Chung recently published his instrumental album On The Way Home. This album was created by himself during the time Ho Chi Minh City applied social distancing with directed system. The songs portray emotions in each moment and experience which the musician see, touch, feels, or reads about every day. Nguyễn Văn Chung hopes that these soft melodies can soothe our wounded soul, having to overcome the most stressful, high-stakes fight in our lives during this time. Thưa quý vị, sau nhiều lần hoãn công chiếu vì Covid-19, Lật Mặt 48 giờ chính thức ra rạp tháng 4 năm 2021 với doanh thu 150 tỷ đồng tại phòng vé, nâng tổng mức doanh thu của các phần phim Lật Mặt do Lý Hải làm đạo diễn lên hơn 500 tỷ đồng. Lật Mặt 48 giờ được xem là phần phim chịu chờ nhất, đầu tư hoành tráng, nhất là trong khâu thiết kế và nhiều cảnh hành động xuyên suốt bộ phim. Phim có sự tham gia của Lý Hải, Võ Thành Tâm, Ốc Thành Vân, Huỳnh Đông, Mạc Văn Khoa, Hà Anh. Lật Mặt 48 giờ sẽ phát online trên nền tảng Galaxy Play từ ngày 16 tháng 10. After many delays due to COVID-19, Face Off 48 Hours
has officially appeared in theater in April 2021, with the total box office revenue of 150 billion Vietnam dong, increasing the total revenue of The Face of Sari directed by Lý Hải to more than 500 billion Vietnam dong. Face of 48 Hours is seen to be the most daring part of the series, with huge investment, especially in the design stage of many action scenes throughout the movie. The movie has the appearance of Lý Hải, Võ Thành Tâm, Ốc Thanh Vân, Huỳnh Đông, Mạc Văn Khoa, Hạ An, and so on. Face of 48 Hours will be released online via the application Galaxy Play from October 16. Lisa, thành viên nhóm Blackpink, vừa xác lập kỷ lục Guinness Thế giới với ca khúc solo đầu tay La Lisa. MV La Lisa được xác lập kỷ lục Guinness Thế giới là MV của một nghệ sĩ solo có lượt xem 24 giờ đầu tiên cao nhất trên YouTube với 73,6 triệu lượt. Thành tích này đã vượt qua kỷ lục cũ của Taylor Swift với MV Me có 65,2 triệu lượt. Ngoài ra, MV La Lisa còn lập kỷ lục Guinness Thế giới là MV của một nghệ sĩ K-pop solo có lượt xem 24 giờ đầu tiên cao nhất trên YouTube. Lisa, a member of Blackpink, has recently broken two Guinness World Records with her solo debut single La Lisa. The music video for La Lisa has broken the world record for the most viewed YouTube music video by a solo artist in 24 hours with 73.6 million views. This surpassed the previous record set by Taylor Swift music video Me with 65.2 million views. La Lisa music video also set the world records for the most viewed YouTube music video in 24 hours by a solo K-pop artist. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 10 phút của Sun and Moon Academy. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm hàng tuần và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh YouTube Sun and Moon Entertainment cũng như follow trang Facebook Sun and Moon Academy để cập nhật những nội dung mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. That's all we have for today. 10-minute news from Sun and Moon Academy. See you every Thursday and don't forget to hit the subscribe button to our YouTube channel Sun and Moon Entertainment and also follow our Facebook page Sun and Moon Academy to catch up on the latest news. Thank you for watching and goodbye for now. Academy, speak to shine.